Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của anh nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi hồi sinh em chim điện nha các bạn. Đây là viên ngọc của nó và mình đã luyện trong cái buổi livestream đợt trước rồi. Đây, nó đã full rồi nha các bạn. Và đây chính là đền của con chim điện luôn. À, các bạn có thể thấy mấy cái cây nó bay ở trên không nè. Có mấy cái lá nữa chứ. Chúng ta sẽ cùng lên coi thử coi. Nhìn cái thiết kế của cái đền này nó rất là lạ luôn nha anh em. Nó chẳng liên quan gì tới điện cả. Và đây chính là Glowstone nằm ở dưới anh em ạ. Có vẻ là cũng liên quan chút. Ok, hồi sinh nó luôn. Và đây chính là em chim điện của chúng ta đây rồi, Zapdos. Mình sẽ phone sweep nó nha các bạn. Mình dùng em Caesar để mà phone sweep nó thôi. Không dùng được skill anh em ạ. Đó. Và nó đã còn một máu rồi. Quá là ngon luôn. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whitbon nha. Đó. Quả đầu tiên lúc nào cũng là Whitbon hết á. Wow. Và cái biểu tượng của con chim điện này nè, khi mà nó lắp viên ngọc vô nhìn rất là đẹp. Các bạn có thể thấy không? Đó. Có điện nó phát ra từ cái viên ngọc nữa kìa. Wow. Quá xịn luôn. Ok. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bắt nó tiếp tục bằng Tamerborn nha các bạn. Mình sẽ dùng Tamerborn thôi cho nó gọn. Chúng ta sẽ không dùng mấy cái quả khác nữa đâu nha. Zapdos. Đó. Bắt xong em này là mình sẽ đủ cái bộ ba thứ hai, đó chính là bộ ba chim thần. Đó. Mình đã có bộ ba NT, Raikou và Shukun rồi. Sau khi bắt xong em Zapdos này thì mình sẽ có thêm một bộ ba nữa nha các bạn. Con chim điện này nhìn nó khá là bự ha. Wow, nhìn cái chân nó kìa, to vãi chưởng luôn. Rồi, tiếp tục là Tamerborn nha anh em. Bắt nó có vẻ khá là khó đây. Yes, chúng ta đã bắt được em chim điện rồi. Và đã được thành tựu Electric Chicken. Con gà điện. Ok, quá xịn luôn. Rồi, để mình lấy cái PC ra và đem nó ra ngoài luôn nha các bạn. Wow, mới nói bắt khó xong ai ngờ nó dính luôn anh em ạ. Để mình lấy thêm mấy con kia ra nào. Lấy thêm mấy con Zapdos nè. Đó. Tiếp theo là Articuno và Monstress. Đó. Ba con chim thần nha anh em. Articuno. Đồ, quá xịn luôn. Chúng ta sẽ đi ra cái chỗ nào trống trống đi để mà coi thử. Em này được một skill gây sát thương nè. Hai skill gây sát thương luôn anh em à. Nói chung cũng khá là xịn. Và để mình coi kích thước nó cái đã. Kích thước là enormous. Wow, gần với cái kích thước tối đa luôn anh em à. Nhưng mà nó lại trừ speed. Nói chung thì cũng không sao đâu. Speed thì mình cũng có thể luyện được. Bị trừ hết 10% speed rồi. Và các bạn có thể thấy không? Nó bự kinh khủng luôn. Em chim điện của mình. Tiếp theo sẽ là em chim lửa. Chim lửa thì có vẻ nhỏ hơn nha anh em. Kích thước small nè. Trời ơi. Và con Articuno là kích thước huge. Đó. Đủ bộ ba chim thần rồi nha các bạn. Wow, Articuno kích thước huge mà nó bự quá ha. Nói chung nhìn cũng khá là xịn đây. Rồi, quá ngon luôn rồi. Đó. Trong đây thì em chim lửa là tí hon nhất. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành cất mấy con này vô cái PC cái đã. Để mình tìm cái chỗ thích hợp coi. Đây, chỗ này được nè. Chúng ta sẽ cất tụi nó vào PC nha các bạn. Đó, cho nó thành cái bộ ba chim thần. Quá xịn luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi thách đấu hai cái hội quán còn lại ở trong cái season này luôn nha các bạn. Đó chính là hai cái hội quán hệ nước đó. Rồi, đầu tiên sẽ là cái Water Rim thứ nhất. Đây, nó đây. Wow, nhìn nó cũng na ná với cái iGame thôi các bạn ha. Cái hội quán băng á, nó cũng na ná như vậy nè. Là một cái khối cầu như vậy. Nhìn cũng rất là xịn luôn. Wow. Đây là một cái hội quán nằm ở giữa một cái hồ nước nha các bạn. Một cái hồ nước nhân tạo. Xung quanh có trồng mấy cái cây mía nữa kìa. Rồi chúng ta sẽ cùng bay lên xem. Wow. Nhìn ở trên xuống thì nó cũng rất là đẹp ha. Và ở trên thì có chủ hội quán kìa các bạn ơi. Mình thấy rồi nha.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào luôn. À, và đây chính là hai cái huy hiệu của cái hội quán này đó các bạn à. Rồi, chào mừng bạn đến với hội quán của chúng tôi. À, rất là xịn luôn. Ủa, sao mình không thấy cái ông nào hết vậy? Ồ, à, tất cả là ở trên hết luôn anh em à. Không có một cái nhà thách đấu nào ở dưới sàn này hết. Mọi người đều ở trên cao không à. Chắc mình phải đu cái cục nước này lên mới được các bạn ơi. Rồi, đầu tiên mình sẽ đu cái cục nước bên đây lên nha. Trời ơi, khổ quá chứng. Đi thách đấu mà nó cũng bắt tôi đu thác cho được. Và đây là cái ông nhà thách đấu đầu tiên nha. Mình sẽ đi vô đây cho cẩn thận cái đã. Rồi, xài con Raikou thách đấu luôn. À, cái con P-Barrel nè. Trời ơi, xử nó luôn nha các bạn. Thunder. Ủa? Xài skill hụt nè. Mày hả con? Chết queo luôn. Tiếp theo là con Flurdis. Ồ, con này mình cũng có luôn rồi. Và nó cũng chết queo luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhảy qua bên này mới được. Phải bắt cua qua anh em à. Khổ chứ chưa. Bắt cua qua. Rồi, mình sẽ đứng đây mình thách đấu luôn nha. À, hình như ở đây nó chỉ có 3 nhà thách đấu thôi. Nói chung cũng khá là xịn. Octillery. Đây là con bạch tuộc. Nhà thách đấu này chỉ có một con Pokemon thôi. Quá là xịn luôn. Mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Nhảy qua bên đây. Và qua bên này. Tiếp tục thách đấu. Ui, mặc đồ gợi cảm quá à. Đúng là đúng chất đồ bơi của hội quán hồi nước luôn đó các bạn ơi. Quá xịn. Tentacruel. Dewgon hả? Xử mày luôn nha Dewgon. Con này hệ nước với hệ băng nè. Mày nè con, chết queo luôn. Chỉ có hai con Pokemon thôi. Và cuối cùng đó chính là nhà thách đấu của chúng ta. Ở tít lên kia luôn các bạn à. Trời ơi, nãy giờ là mình đi tìm cái đường lên nhưng mà không có thấy được. Chắc mình phải dùng Pokemon để mà bay lên thôi. Ngoài ra các bạn cũng có thể đứng ở dưới mà quăng quả cầu lên cũng được. Đó. Đây thì mình bay lên luôn cho nó gọn. Để chúng ta sẽ cùng khám phá coi nó còn cái đường nào đi lên hay không. Trời ơi, tìm nãy giờ nó mệt phải chưởng luôn. Bên này thì không có rồi. Qua bên này thì sao? Cũng không có luôn. Ồ, ở đây nó có hai cái banner nè. Và một cái Ultra Wormhole. Một cái lỗ để chúng ta chui qua Ultra Space đó. Nói chung thì ba hướng không có đường lên rồi. Hướng qua đây cũng vậy luôn. Ok, đi vô thách đấu thôi các bạn ơi. Đó, tất cả đều không có đường lên nha. Chúng ta phải bay lên mới được. Trời ơi, đúng là cái nhà thách đấu này tự nhiên ở trên cao đi gì như nắng nồi không biết. Rồi, thách đấu luôn nha. Mình sẽ chọn con Asus hệ điện nha các bạn. Mình sẽ trước mình nó, phán xử nó. Các bạn thấy skill phán xử nhìn rất là đẹp phải không? Cái con Tentaru nó nhảy xuống dưới luôn rồi kìa. Sợ phán xử hả mày? Chết queo một em luôn. Tiếp theo là Kindra anh em à. Con này có mang hệ rồng nữa nè. Nó đánh mình rất là đau luôn. Tiếp tục là chức mình. Chết con Kindra luôn. Huntail hả? Chơi mày luôn nha con. Nó bút cái gì á. Nhìn rất là đẹp ha. Chức mình nó một phát nữa nha anh em. Mày chơi mà chạy hả mày? Azumarine. Recover đã cho nó hồi máu anh em à. Rồi mới đánh tiếp được. Tiếp tục chức mình. Blastoise thì rất là gọn luôn. Vaporeon nè. Con Eevee hệ nước anh em à. Nó boost cái gì nữa kìa. Mày boost hả? Chết queo luôn nha. Rồi và chúng ta đã chiến thắng được. Chủ hội quán có tên là Kai nha anh em. Đây là hội quán hệ nước đầu tiên. Và mình đã được một quyển skill gì đây. Waterfall, thác nước và Cascade. Cái hiệu đầu tiên rồi. Ok, để mình sẽ cất cái skill này. Và chúng ta sẽ đeo cái Cascade Pet này vô. Và đây chính là cái hiệu thứ 13 của mình rồi nha các bạn. Cascade Pet. Rất là xịn luôn. Ok, còn gì băng nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua cái hội quán thứ 2 trong ngày hôm nay luôn nha các bạn. Cũng là một cái hội quán hệ nước luôn. Đó, và có lẽ đây là cái hội quán cuối cùng rồi. Ngoài ra nếu muốn tìm thêm huy hiệu thì mình có thể đánh thêm mấy cái hội quán này nữa. Đây chính là hội quán hệ nước 2.0 nha các bạn. Đây, với biểu tượng là cái con Feraligatr, con cá sấu nước.
Nhìn rất là lạ ha. À, và cái kiến trúc này thì theo mình thấy là cũng không lạ lắm đâu. Nó giống với cái hội quán hệ hệ điện nè, hội quán hệ hệ lửa 2.0 nè, cũng như là hội quán hệ băng 2.0. Đó, nó đều giống như vậy hết anh em ạ. Đó, cũng là một cái tòa nhà như thế này. Đó, quá xịn luôn. À, và ở đây thì nó có nước chảy xuống ở hai bên em ạ, thay vì lava như cái hội quán hệ lửa 2.0. Nói chung cũng rất là xịn luôn đó. Rồi, đi vô luôn thôi anh em. Ủa, nó cho mình cái shit gì nè. Tiện cho tôi hạt giống gì vậy? Welcome to Stream Plaza. Đó, quá là xịn luôn. Ok, mình nghĩ là có hội quán này mình phải lội nước để mà đi thách đấu đó anh em à. Đúng là mỏi chân quá mà. Rồi, vô thách đấu luôn nha anh em. À, ở đây nó có rất là nhiều hạt giống luôn ha. Mình vứt đi bớt cái đã. Hạt giống quá chừng luôn. Đây chính là nhà thách đấu đầu tiên nè. Chơi luôn nha. Kinra anh em ạ. Kinra hả? Tiếp tục mình sẽ dùng skill trước mình nha. Đó, hiệu ứng skill rất là đẹp luôn. Ôi, cái con Kinra này nó cấu máu mình cũng đau đó. Getkuga nè. Chết queo luôn. Này thì ớt ninja hả? Chết ngắt luôn. Tiếp theo. Wow, lại mặc cái đồ gợi cảm nữa rồi. Ok, tiếp tục thách đấu nữa thôi anh em ạ. Octillery, lại là con bạch tuộc. Mình sẽ phóng điện đó nha. Con này là Cloyster nè. Nhìn phiên bản nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Tentacruel. Hên quá, nó không có cấu máu mình. Thường thường mình rất là sợ tụi này nó cấu máu đó các bạn à. Chết queo Tentacruel luôn. Diogon hả? Diogon nè, chết queo Diogon luôn. Quá đã anh em à. Rồi, qua bên này thì mình sẽ có hai hướng để mà đi. Chắc mình sẽ đi hướng bên này trước nha các bạn. Lại gặp mặc đồ bikini nữa rồi. Bikini màu xanh. Màu xanh xanh lục anh em ạ. Kinra nè, chết luôn. Sarpedo hả? Chết queo luôn. Tiếp theo là con Lurdis. Trời, cũng chết ngát luôn nha anh em. Quá xịn luôn. Và ở đây là đường cục rồi. Chắc mình sẽ quay trở lại và đi cái ngõ bên đây nha. Đây, cái ngõ bên đây. Chúng ta sẽ gặp được cái ông này nha anh em. Sao toàn đứng ở trên bờ không vậy? Bắt người thách đấu đi dưới nước không à? Chơi vậy ai chơi lại? Lantern à. Ây da, nó cũng cẩu mình cũng khá là đau anh em à. Lantern, chết queo Lantern luôn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đu cái cục nước lên. Để lên trên đây anh em à. Khổ vãi chướng. Rồi, cố gắng mà nhảy qua bên đây. Nhảy qua không được hả? Hay. Trên đây nó chặn mình lại anh em à. Rất là khó chịu luôn. Chắc mình sẽ đi thấp xuống. Đó, đây chúng ta đã tới được rồi. Và Slowking. Wow, con Pokemon siêu dễ thương luôn nè. Ông vua chậm chạp. Chết queo luôn. Gì đã? Diogon. Nãy giờ mình gặp con này khá là nhiều luôn nha. Rồi, xử nó nhanh luôn thôi. Ui, nó cấu máu mình đau quá vậy. Ui, nó cho cái con Raikou của mình hẹo luôn rồi. Ghê quá ta. Chức mình nó mới được. Trời ơi, thế là mình đã mất đi cái con Raikou rồi anh em ạ. Chỗ này chắc mình phải bắt cua qua thôi. Bắt cua qua bên đây. Rồi, tiếp tục. Nhảy qua bên đây. Nhảy tiếp qua bên này. Nhảy qua bên đây tiếp tục luôn nha anh em. Và nhảy qua đây. Rồi, tiếp tục thách đấu thôi. Mình sẽ cho con Asus ra nha. Ấy, con Asus này. Trời ơi, nó đẩy mình té xuống luôn. Làm công tôi bắt khua nãy giờ. Con Impoleon nè, con này mình chưa có anh em ạ. Ludicolo. Con này thì mình có rồi. Cầu thách đấu này toàn là những Pokemon khởi đầu thôi ha. Khá là xịn luôn. Ludicolo nè, chết luôn. Karakota, rùa nước anh em ạ, rùa cổ đại. Rồi bây giờ mình sẽ leo thang lên nha. Leo thang lên. Đi đường nào nữa ta? Qua đây thách đấu anh em ạ. Nhưng mà hình như không đi được đường đó rồi. Chúng ta phải leo cột nước lên mới được. Phải leo cột nước lên em ạ. Chỗ này nó rất là khó mà để mà leo luôn đó.
Leo lên. Ây da. Leo lên. Phải rất là cố gắng mới được nha anh em. Rồi, nhảy qua bên bên này. Đó, giờ mới được đó. Rồi, ở đây thì mình sẽ nhảy xuống nước luôn, nó sẽ không bị mất máu. Đây, đây chính là chủ hội quán thể nước 2.0. Ui, chưa gì mới vô đã cho tôi thách đấu với con cá voi rồi nè. Ghê quá vậy. Trời ơi, đây là Weller nha các bạn. Kinh khủng thật sự, nó bự. Rồi, tiếp theo là Blastoise. Con này thì mình có rồi, hôm bữa mới bắt xong. Recover lại anh em ạ. Mặc dù nó con máu mình cũng khá là đau đó. Chức mình nó tiếp. Hãy nhận lấy sự phán xét. Đó, chết well luôn. Azumarine nữa nè. Chúng ta phải hồi máu lên em à. Cái con Azumarine này nó cấu máu mình đau quá à. Ui, nó cấu máu đau phải chưởng anh em à. Kinh thật sự. Ôi, rồi, nó cho con Assert hẹo mất tiêu luôn. Để tiếp theo sẽ là Hoopa ra trận nha. Ô, chết rồi. Sai lầm quá anh em ơi. Để mình sẽ dùng skill chơi mà đổi Pokemon hả? Chơi vậy ai mà chơi nữa hả? Ôi, mình cấu khá là ít máu của Gyarados nè. Rồi, mình sẽ cố cấu cho nó chết luôn nha anh em. Gyarados. Nó cũng cấu máu mình rất là đau luôn đó. Trời ơi. Starmie hả? Starmie thì đổi qua con Delsit chơi thôi. Starmie nè. Chết rồi, mình không có đem nhiều bộ mon khắc chế cho lắm. Chuyển qua Sonic đỏ đi. Moonblast. Mày nè con, một đống máu luôn. Tiếp tục. Lại đối Pokemon nữa. Đổi qua Azumarine anh em ạ. Rất là khó chịu luôn. Mày nè. Chết well Azumarine luôn. À con này thì con hồi nãy nè anh em ạ. Nó cũng chết well luôn. Và cuối cùng sẽ là con Starmie. Rồi, và cuối cùng chúng ta cũng đã chiến thắng xong hội quán 2.0 rồi anh em à. Hội quán hệ nước 2.0. Nhưng mà mình lại được cái Cascade Badge. Trời ơi, cái này hồi nãy mình có rồi. Khá là đáng buồn luôn đó. Rồi, nói chung thì chiến thắng như vậy cũng được rồi anh em à. Nói chung để kiếm thêm những cái loại hy hiệu khác nhau, các bạn có thể thách đấu thêm nhiều cái hội quán khác nữa nha các bạn. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành đi ra khỏi cái hội quán 2.0 này thôi. Hội quán hệ nước 2.0 nhìn rất là xịn luôn. Ok, đi ra ngoài luôn nha anh em. Cuối cùng cũng đã thách đấu xong nó rồi. Thì hơi lãng phí một xíu. Lãng phí sức nãy giờ chỉ vì một cái hy hiệu mình đã có rồi anh em à. Đó, chúng ta có thể mở cái Red patch key lên để mà lấy cái hiệu này ra cũng được. Có thể cho một lúc hai cái hiệu vô cũng được luôn nha anh em. Đó, rất là xịn luôn. Nói chung mình bị thừa rồi anh em à. Trời ơi, đáng buồn quá chưởng. Thôi kệ đi. Sau khi đánh bại xong hai hội quán hệ nước thì mình đang đi phiêu lưu tiếp luôn anh em à. Đó, chúng ta sẽ cần tìm thêm những em huyền thoại, những em Ultra Beast mới thôi nè. Ở đây có một cái Master Chest để mình qua mình mở cái Master Chest. Tala và Master Ball. Đây chính là quả Master Ball thứ 10 của mình nha anh em. Trời ơi, quả thứ 10 mà tôi chưa xài luôn á. Xịn chưa. Quá ngon luôn. Nói chung là khá là may mắn anh em à. Rồi, để mình sẽ tiếp tục đi phiêu lưu thêm nữa nha. Vùng này hình như không có huyền thoại rồi. Không có may mắn được. Để mình đi qua cái vùng Jungle đi. Coi thử có đổi vận hay không. Jungle M nè. Ở đây có một cái dải map dài mình chưa khám phá. Bây giờ để mình đi khám phá thêm thôi. Rất là hấp dẫn luôn. Jungle. Hy vọng vùng này nó sẽ xuất hiện mấy con tabu anh em ạ. Con gì đây? Carnivai. Con này mình chưa có hả ta? Hên quá anh em à. Sẵn đi qua bắt nó luôn. Carnivai. Mình chưa thấy mặt nó nữa. Để mình coi thử coi. Carnivai. Nó trốn ở đâu rồi? Hình như là ở dưới anh em ạ. Trốn ở dưới đây rồi.
À nó đây, nó đây. Ồ, nó là cái hoa nắp ấm này à anh em à. Cũng khá là xịn luôn. Rồi mình sẽ bắt nó lẹ luôn bằng Whipple nha. Whipple, cố lên nào. Yes, thành công luôn rồi. Thế là chúng ta đã may mắn thêm một em Pokemon mới nữa rồi. Canivay. À, mấy con này nó sẽ spawn tại vùng jungle vào buổi tối hay sao anh em à? Con Mentai này mình có chưa vậy? À mình có rồi. Để mình tiếp tục phiêu lưu tại cái vùng jungle này nữa nha anh em. Để coi thử có gặp được mấy em thần bảo hộ Tabu hay không. Mới gặp có con Tabu le le thôi à. Còn ba con Tabu nữa. Trời ơi, còn một dải rừng luôn đó. Nãy giờ mình mới tìm thấy được cái Ultra Wurmhu anh em à. Chui qua thế giới Ultra luôn đi. Quá xịn, quá xịn. Hình như nó bị lắc hay gì á. Các bạn có thấy không? Con chuột mình di ở đâu thì cái mặt trời nó nằm ở hướng đó kìa. Hả? Trời ở đây nó mưa quá anh em ơi. Đây là vùng Ultra Deep Sea nha. Vùng xuất hiện của con Nihilego đó. Trời ơi. Chúng ta đang ở khá là xa đây. Mình sẽ tiếp tục mở thêm map nha. Mở map ở đây thì nó sẽ hơi bị lắc đó anh em ạ. Ủa cái gì vậy? Tsukichi. Một em Ultra Beast đã xuất hiện rồi anh em ạ. Ui. Tsukichi nó nằm ở đâu vậy? Mình đi tìm nó coi. Mấy con Ultra Beast này xuất hiện nó không có thông báo. Ủa đây rồi, đây rồi. Tsukichi. Lên thách đấu luôn nha anh em. Wow, nhìn nó có vẻ khá là bự ha. Ui nó to quá vậy. Ui nó to vãi chưởng luôn anh em ơi. Form sweep nó coi. Con này thì mới cấp 60 thôi. Đó, tại vì nó là Ultra Beast mà. Rồi, tiếp tục form sweep nó tiếp luôn nha. À, cái con Swallow nó bay bay nữa kìa. Rồi, dùng luôn quả Whipple nha các bạn. Whipple, cổ lên nào. Lại không được. Rồi, chắc đây là thời khắc mình sẽ sử dụng quả Whipple rồi nha các bạn. Whipple. Đây, quả cầu chuyên dụng dùng để bắt những Ultra Beast nha. Và yes, cuối cùng mình cũng đã bắt được thêm một em nữa rồi. Và đây là chính là Ultra Beast Tsukichi nha các bạn. Rồi để mình teleport về nhà thôi. Quá xịn luôn rồi. Trời ơi, tập hôm nay là đã thêm được 3 em Pokemon mới. Em Zapdos nè, em Canivai và em Tsukichi nữa. Trời nó đã chuyển sang buổi sáng rồi nè. Để mình lôi cái con Tsukichi ra coi thử nào. Tsukichi. Nó đây rồi các bạn ơi. Nó có một máu thôi. À, tại vì hồi nãy mình dùng Phone Sweep á. Và nó đang chứa trong cái quả Whipple đó các bạn à. Quả Whipple thì nó rất là đẹp luôn ha. Rồi để mình coi con này nó spawn tại vùng nào coi. Nó spawn tại vùng Bird Forest anh em à. Ủa, hồi nãy mình ở vùng Ultra Deep Sea mà. Hình như ở bên Ultra nó gần mấy cái vùng lại với nhau anh em à. Và đây là con Tsukichi nè. Ủa, nó to vãi chưởng. Con này kích thước huge anh em à. Ui, nó to và nó cao kinh khủng luôn anh em ơi. Để các bạn có thể nhìn thấy nó nè. Kinh chưa? Con này thì nó có hai chân và ba cái cọng dây điện nó nối ra nha anh em. Nhìn rất là ngầu luôn. Wow. Nó có cái đầu không ta? Để mình dùng cái con chim băng bay lên coi. Con này có mắt không? Hình như không có mắt anh em à. Mình không thấy mắt nó ở đâu hết à. Để mình coi thử nó cao bao nhiêu mét cái đã. Tsukichi. Ui, nó cao 6 mét và nặng 100 kg đấy em ơi. Thảo nào nó cao vãi chưởng luôn. Trời ơi. Con này nó hơn cái nhà luôn anh em ơi. Và wow, nhìn rất là xịn ha. Ghê chưa, ghê chưa. Để mình dẫn nó ra ngoài đây coi thử coi. Wow. Nó có hai chân nè và ba cái dây điện nối ra, hai cái dây điện làm tay và một cái dây điện làm đuôi, một cái dây điện làm đuôi hay là áo tròn gì đó. Nhìn rất là xịn luôn. Tsukichi. Và nó có cái ổ cắm điện luôn anh em ơi. Và chúng ta đã đạt được 740 trên 809 con Pokemon rồi đó.
Nói chung ngày hôm nay đã quá là tuyệt luôn rồi. Thêm một em Ultra Beast mới và một em Legendary mới. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay, các bạn đừng bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này và like fanpage Furigamin để cập nhật nhiều thông tin mới nhất nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.